Xin chào quý khán giả đang đến với bản tin thị xã Hòa Thành của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Xây dựng thị xã Hòa Thành trở thành đô thị thông minh. Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân dân. Trao quà cho người tham gia hiến máu tình nguyện. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý vị khán giả, thị xã Hà Thành là địa phương được chọn để triển khai đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đây được xem là một trong những bước đi quan trọng tạo đà cho việc xây dựng thị xã Hòa Thành trở thành một đô thị thông minh kiểu mẫu và một thành phố trong tương lai. Theo đề án đến năm 2025, thị xã Hòa Thành có tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 70% trở lên. 100% hồ sơ được giải quyết thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử. Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 100% các hệ thống thông tin của thị xã có liên quan đến người dân doanh nghiệp đã đưa vào vận hành khai thác sẽ được kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh. 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng. Đáng chú ý, khi thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, thì xã Hòa Thành sẽ có 80% khu công cộng, du lịch, công nghiệp được lắp đặt hệ thống wifi công cộng. Trên 80% người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử. Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành vừa phối hợp cùng công ty sổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng và các mạnh thường quân tổ chức khởi công trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa quân dân cho hai gia đình gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã. Các căn nhà được khởi công xây tặng cho bà Phạm Thị Điền, ngụ ấp Trường Ân, xã Trường Đông và gia đình bà Trần Thị Song, ngụ khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân. Cả hai gia đình đều thuộc diện hộ nghèo của địa phương, gặp khó khăn về nhà ở, gia cảnh neo đơn, mỗi căn nhà được xây dựng có diện tích 65m2 trên phần đất của gia đình, với kinh phí được hỗ trợ là 90 triệu đồng một căn. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua, lực lượng tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đoàn kết quân dân và xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Hội chữ thập đỏ thị xã Hòa Thành và Hội chữ thập đỏ xã Long Thành Nam vừa phối hợp tổ chức chương trình tặng quà cho hội viên có nhiều thành tích tham gia hiến máu tình nguyện trên địa bàn xã. Nhằm động viên quyền kích hội viên chữ thập đỏ tích cực tham gia hiến máu cứu người, Thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền vận động hội viên và người dân tham gia hiến máu cứu người, Hội chữ thập đỏ xã Long Thành Nam còn tích cực vận động các nguồn lực xã hội để kịp thời động viên chăm lo cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia hiến máu nhiều lần. Trong đợt này, các cấp hội đã trao 20 phần quà cho các hội viên, mỗi phần trị giá 700.000 đồng, gồm sữa, gạo, bì gói và một số nhu yếu phẩm dùng hàng ngày. Nguồn kinh phí trao tặng do gia đình bà Trần Thị Tu, ngụ ấp Long Khương, xã Long Thành Nam hỗ trợ. Thời gian qua, Ban chỉ huy quân sự xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành đã phát huy tốt vai trò của cấp ủy chi bộ trong triển khai thực hiện, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, dân quân, thường trực về tầm quan trọng của công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong đơn vị. Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý tư tưởng, ban chỉ huy quân sự xã Long Thành Nam đã quán triệt triển khai thực hiện quy chế công tác quản lý tư tưởng một cách đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc cụ thể hóa vào các nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cấp ủy chỉ huy ban chỉ huy quân sự xã đã có nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ dân quân thường trực về vị trí vai trò của quy chế công tác quản lý tư tưởng tác hại của những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hiệp Tân vừa phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức trao tặng gạo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Trong đợt này có 100 người già neo đơn người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn được nhận gạo, mỗi người được nhận 10 kg. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 20 triệu đồng do bà Châu Thị Bưởi, ngụ khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân hỗ trợ. Được biết bà Châu Thị Bưởi có hơn 20 năm tham gia công tác hội phụ nữ, không chỉ nhiệt tình trong các hoạt động phong trào, bà còn có tấm lòng nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo do hội và khu phố phát động. Quý khán giả thân mến, bản tin thị xã Hòa Thành kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.